Đưa kim hoa hậu thế giới Carolina Bielorska đến Việt Nam. Tòa bà Miss World Việt Nam 2022 chào đón đương kim hoa hậu thế giới Carolina Bielorska đến Việt Nam. Ngày 20 tháng 7, tòa bà đương nhiệm Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Phương Nhi cùng bà Phạm Kim Dung có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để chào đón. Đương kim hoa hậu thế giới Carolina Bielorska đến Việt Nam trước thềm chung kết Miss World Việt Nam 2023. Cả ba nàng hậu diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam với tông hồng ngọt ngào, cùng chào mừng hoa hậu đẹp nhất thế giới đến thăm Việt Nam. Tại sân bay, Carolina Bielorska niềm nở và thân thiện khi giao lưu cùng người hâm mộ, nàng hậu nhiệt tình ký tặng và chụp ảnh cùng fan. Nàng hậu gốc Ba Lan vô cùng hào hứng và phấn khích khi được trở lại Việt Nam lần thứ ba. Carolina Bielorska xuất hiện tại sân bay với phong cách đơn giản nhưng vẫn thu hút bởi thần thái và nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê. Theo thông tin từ trưởng ban tổ chức Phạm Kim Dung, đương kim Miss World cùng đoàn sẽ thực hiện một số hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 20 tháng 7 như trải nghiệm ẩm thực, thử trang phục. Sau đó, đoàn di chuyển đến Quy Nhơn, Bình Định để chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023.